Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Tối nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đông đảo nhân dân tại khối phố 4, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khối phố 4, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thời gian qua, nhờ khối đại đoàn kết thống nhất toàn dân tộc mà đất nước đã vượt qua nhiều thử thách, nhất là đại dịch COVID-19. Dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng an sinh xã hội đất nước vẫn được đảm bảo, kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng cao. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương toàn thể nhân dân khối phố 4, khi đến nay đã có 373 hộ gia đình văn hóa, đạt 95,32%, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sâu rộng phong trào đại đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn môi trường văn hóa, văn minh và ổn định tình hình an ninh trật tự, cùng chung tay phấn đấu xây dựng văn hóa Tam Kỳ xanh, sạch, đẹp. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tiền hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết và an sinh xã hội cho nhân dân tỉnh Quảng Nam, cùng 15 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn của phường An Xuân.